Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và đến với clip ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng trải nghiệm một tính năng mới vừa được update trong sáng nay, 1 tháng 12 này. Đó là tính năng phó bản thú cưng. Ở giao diện chính thì các bạn bấm vào kỳ ngộ và chúng ta kéo xuống cuối cùng và vào thú cưng. Đầu tiên thì chúng ta có thể thấy một chú mèo rất là xinh, tên là Tiểu Chiêu ở kia. Cái chuông liên tục phát sáng ra rất là đẹp. Và chúng ta sẽ cùng khám phá giao diện này nhé. Đầu tiên thì ở bên trên là thứ tư và thứ bảy được tạo mới lại lúc 12 giờ đêm. Ở bên trên là vòng vòng 1 này là hiển thị số vòng chúng ta vượt này. Dương bên này thì là dương số vòng. Đây, khi các bạn vượt ải ấy thì có thể nhận quà ở đây này. Đấy, chúng ta có thể đọc ở đây. Xem trước quả online chúng ta tự bấm vào. Cái này là sao nhỉ? Số ải thú cưng vượt cao nhất. À, khi mà chúng ta đã vượt được những cái ải này ấy, thì chúng ta có thể nhận quà online ở trong tầm cung. Đây. Quy tắc này. Xem quy tắc thử. Căn cứ số lần vượt ải cao nhất của người chơi 0 giờ ngày tiếp theo vào giao diện tầm cung để nhận thưởng online. Đây, có nghĩa là trong cái ngày hôm nay ấy, chúng ta vượt được những ải nào ấy thì vào 0 giờ ngày hôm sau chúng ta sẽ nhận được cái quà đấy nhá. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng đánh thử nhá. Bấm vào em mèo xem nào. Chúng ta sẽ khiêu chiến. Em mèo này cung đấu là 600k khiêu chiến. Một ngày đau thì một ngày thương. Em mèo rất là dễ thương. Và chỉ có đúng một mình em mèo trong một cái ải này thôi. Cung đấu chỉ có 600k thôi cho nên là hết máu rất là nhanh. Ô được vé đồ đỏ này. Đổi mảnh trang bị đồ đỏ trong tiệm trang bị. Ô ngon thế nhở. Vượt ải đầu tiên đã được vé đồ đỏ này. Wow, mảnh Tống Ngọc, mảnh Lý Bạch, mảnh Uyển Nhi, mảnh Phan An. Hãy chọn thẻ thưởng. Ui, mình tưởng là nó thưởng một phát bốn cái thẻ đấy luôn chứ ai ngờ phải chọn nào. Thôi mình sẽ chọn vậy. Chọn cái ngoài cùng đi. Tống Ngọc. Rồi. Nói chung là bốn tướng này thì mình đều nuôi cả cho nên là mình cần mảnh cả bốn tướng cho nên là được chọn mảnh của tướng nào ấy thì mình cũng ok thôi. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với ải thứ hai nhé. Ải thứ hai là con cửu vĩ này. À đâu? Con này chỉ có ba đuôi, con cáo chỉ có ba đuôi. Cung đấu của nó là 650k. Thưởng vượt lần đầu. Ôi. Ôi vượt lần đầu được vé đổi đồ đỏ các bạn ạ. Rất là ngon. Mấy em thú này có những cái hiệu ứng rất là hay nhé. Nào bắt đầu đánh thôi. Chúng ta đang được xem 5 5 người hấp diêm một con thú nhỏ. Em cáo còn chưa đánh được cái nào chứ. Wow, lại được vé đồ đỏ cho mà xem. Lại chọn cái này. Nói chung là cái chọn chọn này cũng khá là thú vị. Ôi, VIP 6 có thể lật thẻ lần nữa. Trời ơi, chẳng lẽ tôi phải lạp thêm 1 triệu tôi lật thẻ lần nữa chăng?
Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với hổ. Sao lại tên là A hổ nhỉ? Một chú bạch hổ cùng đấu với 700. Ô, hình như vừa rồi mình chưa nhận được vé đỏ ở cái ải vừa rồi hay sao ấy nhỉ? Wow, hiệu ứng rất là đẹp. Sời, gầm. Em hổ, em ấy cắn con mên của mình mà chưa thấy mất máu nào luôn. 24 vé đỏ khá là ngon. Mình đánh hết cái tranh sủng hình như chỉ được có mười mấy cái vé đỏ hay sao ấy. Mà cái này vượt ải một cái là được 20 mấy vé đỏ. Quá ngon. Cái lật lật này hình như là mình mang theo tùy tùng nào vào vào đánh trận ấy, thì nó sẽ cho cái mảnh tùy tùng đấy ấy. Rất là hay. Cái này thì những tùy tùng hiếm như là Di Thân Vương hay là Võ Tắc Thiên hay là Ngư Huyền Cơ ấy thì cũng khá là được lời. Đến em Tiểu Ly. Em này là con gì ta? Tiểu Ly. Không phải là con cáo rồi đúng không? Hay là con sóc ta? Wow. Lấy đuôi làm trực thăng. À em này như kiểu em thỏ ấy sao ấy. Trời, nhảy rất là tưng tưng. Wow, lại được 24 vé đỏ nữa. Mấy em thú cưng này mình thấy rất là yếu thôi. Rất là dễ vượt qua. Các bạn không cần phải lo quá đâu. Có khi là chúng ta vượt mà mắc ải luôn đấy chứ. Cái này cứ rút bừa thôi. Được mảnh nào thì cũng được. Những cái bạn VIP 6 rất là có lợi trong cái ấy mảnh này nhá. Wow, bây giờ đến em rồng lửa này. Mỗi một em thú cưng thì lại có những hiệu ứng khác nhau, nhìn rất là đẹp, nhìn rất là hay và bắt mắt. Wow, em này bay luôn này. Em này có tên là Hỏa Viêm Diện. Hỏa Viêm Diện. Wow, em này có vẻ khó chết nha. Các bạn có thấy skin Pha Đan búp lên rất là hiệu quả không ạ? Skin Pha Đan búp lên ấy, rồi những tướng như kiểu Tống Ngọc Lý Bạch ấy xuất skin ấy thì dường như là kiểu đam đam gây ra gấp đôi luôn đấy. Và chúng ta sẽ cùng đến với thú cưng tiếp theo. Wow, thú cưng tiếp theo là một em Phượng Hoàng Đỏ. Dạo này ở miền Bắc ấy, thời tiết rất là lạnh. Không biết chỗ các bạn thế nào. Chứ chỗ mình 3 hôm nay thì vừa lạnh vừa mưa cơ. Cóng hết cả người. May mà mình cũng không được gì trong 3 ngày này, không thì ra đường chắc là. Còn các bạn ở trong Lam thì chắc là thời tiết cũng ấm áp thôi. Mình cũng có hỏi mấy bạn ở game trong Nam ấy, các bạn ấy bảo thời tiết cũng ấm, cũng không lạnh. Nhưng mà thực ra thì mình vẫn thích ở Bắc hơn, bởi vì ở Bắc được trải nghiệm 4 mùa ấy. Cả năm thì nó cũng sàn sàn kiểu mùa hè ấy, mình cũng không khoái lắm. Nói chung mình vẫn thích ở Bắc hơn. Khi khiêu chiến cái này thì chúng ta sẽ đánh được chúng ta sẽ được chọn mảnh và chúng ta sẽ được cái vé đồ đỏ ấy. Còn cái còn muốn cái đá tinh luyện thì phải qua online cơ.
Đây, mình đã qua vòng rồi và mình tiếp tục đến với vòng 2. À, vòng 2 thì các bé thú đấy thì cũng y xì thứ tự như nhau thôi. Chỉ khác là có lẽ là các bé thú ấy sẽ lực chiến cung đấu ấy sẽ cao hơn thôi. Và tùy lực chiến của các bạn, à, tùy cung đấu của các bạn để các bạn có thể vượt qua ải. Thượng số vòng. Đây, mỗi khi chúng ta vượt đến vòng 6 ấy, 1.6, 2.6, 3.6, 4.6 thì chúng ta sẽ nhận được cái đá tinh luyện này để chúng ta tinh luyện trang bị. Đây. Đây. Cách tinh luyện trang bị thì các bạn vào trang bị đỏ này, các bạn tinh luyện. Đây. Cái đá luyện tinh này thì các bạn mua ở trong tiệm dung luyện nhé. Không biết đồ cơ bản có tinh luyện được không? À được nha. Đồ cửu hợp. À không được này. Vậy là tinh luyện này thì chỉ có đồ lưỡng nghi, đồ tử dương và đồ tiêu dao là tinh luyện được thôi nha. Cho nên là về sau thì các bạn cũng cần phải sắm cho mình những bộ tử dương và bộ lưỡng nghi và bộ tiêu dao thôi. Chứ để chúng ta có thể tinh luyện được ấy, chứ những bộ kia không thể tinh luyện được đâu. Và có lẽ là video trải nghiệm tính năng thú cưng của mình đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Và các bạn có thắc mắc gì thì hãy comment ở bên dưới những video trong kênh của mình ấy. Thì những khi online thì mình sẽ trả lời hết tất cả các tin của các bạn. Và cảm ơn các bạn nhé. Và hẹn gặp lại.